mời quý vị theo dõi chương trình Maranatha của truyền thông Dòng Tên. Chương trình hôm nay gồm có 300 câu hỏi thường gặp nhất về đạo Công giáo và tông đồ cầu nguyện. Bây giờ kính mời quý vị cùng đón xem chương trình. Câu hỏi 17. Kinh Thánh được viết khi nào? Hầu hết các sách Cựu Ước, gồm 46 cuốn, được viết bằng tiếng Hebrew, vốn không có nguyên âm vào thời đó. Một vài cuốn được viết bằng tiếng Hy Lạp trong thời Lưu Đày và phiêu bạt tại Babylon, năm 587 đến năm 100 trước Công Nguyên, tức là thời kỳ lịch sử của người Do Thái trong kỷ nguyên tiền Kitô giáo. Khi đó, 3/4 người Do Thái buộc phải sống tha hương nơi các nước ngoại bang. Trải qua thời kỳ đó, rất nhiều con cháu của họ đã nói và hiểu tiếng Hy Lạp hơn tiếng Hebrew, vì Alexander đại đế, vị vua của Macedonia, đã biến ngôn ngữ và văn hóa Hy Lạp trở thành một sức mạnh thống trị cho tới khi người La Mã xuất hiện. Tân Ước gồm 27 cuốn, được viết bằng tiếng Hy Lạp. Vào thế kỷ thứ 4, hoàng đế La Mã là Constantine đã công nhận Kitô giáo, và Kitô giáo chính thức trở thành quốc giáo vào năm 391. Đức Giáo hoàng Damaso đã giao cho Thánh Geronimo dịch Cựu Ước và Tân Ước từ ngôn ngữ gốc là tiếng Hebrew và Hy Lạp sang ngôn ngữ phổ thông lúc bấy giờ là tiếng Latin, gọi là bản Vulgata. Không hề có bất kỳ một người nào hay một nhóm nào đã chủ định ngồi xuống để viết trọn bộ Kinh Thánh như chúng ta đang có hiện nay. Mỗi cuốn Kinh Thánh được viết bởi một người cụ thể do thần khí Thiên Chúa linh hứng. Do đó, Kinh Thánh thường được gọi là Lời Chúa do con người ghi lại với sự linh hứng của Thánh Thần. Thiên Chúa là tác giả tối cao, nhưng Ngài chọn những con người mà chúng ta gọi là các thánh ký, vì các ngài viết Kinh Thánh để ghi lại những lời được linh hứng ra giấy, hay chính xác hơn là ra giấy cói, giấy papyrus. Từng tác giả nhân loại đã viết các cuốn sách của Kinh Thánh như những bản văn tách biệt. Không hề có ai trong số họ có tầm nhìn hay suy nghĩ rằng một ngày nào đó sẽ kết hợp toàn bộ các sách thành một quyển như chúng ta hiện có. Tuy vậy, trước khi những bản văn được viết ra thì đã có một giai đoạn truyền khẩu. Điều này có nghĩa là trong nhiều thế kỷ, từ Abraham cho tới Môsê khoảng 600 năm, cách duy nhất mà người Do Thái nhận biết về sự sáng tạo thế giới và khởi đầu của nhân loại chính là nhờ vào việc truyền khẩu. Cha mẹ kể lại cho con cái, và đến lượt mình, con cái tiếp tục kể lại cho những người con của họ và cứ tiếp diễn như vậy. Về cơ bản, mọi người đều là dân du mục, nay đây mai đó để chăn nuôi, không có một quốc gia riêng biệt, nên thực sự chẳng có bất kỳ điều gì đã được ghi chép lại. Truyền thống cho rằng Môsê là người đầu tiên đã ghi lại nội dung truyền khẩu của Do Thái giáo. 40 năm lưu lạc trong sa mạc của dân Do Thái đã cho Môsê có nhiều thời gian, và vì ông đã từng là một hoàng tử của Ai Cập, được học tập trong cung điện Pharaoh, nên chỉ mình ông mới có thể đọc và viết, trong khi phần dân còn lại đều là những người nô lệ nghèo khổ cho người Ai Cập. Rất nhiều học giả nghiên cứu Kinh Thánh tin rằng, vào một lúc nào đó trong thế kỷ thứ 13 trước Công Nguyên, Môsê đã chép bút cho 5 cuốn đầu tiên của Kinh Thánh Do Thái. Những cuốn mà Kinh Thánh của Kitô giáo xếp vào phần Cựu Ước là Sáng Thế, Xuất Hành, Lê Vi, Dân Số, Đệ Nhị Luật, được gọi là Torah, Luật, theo tiếng Hebrew, hay là Pentateuch, Ngũ Thư, theo tiếng Hy Lạp. 5 cuốn sách này trình bày về nguồn gốc của thế giới và các tổ phụ Abraham, Isaac, Jacob, Giuse của dân tộc Israel. Hiện nay, một số học giả Kinh Thánh cho rằng có 4 nhóm khác nhau đã viết sách Torah, chứ không phải một mình Môsê. Họ cho rằng các nguồn Yahweh, Elohimus, Deuteronomus, Tư Tế, GEDB đã thực sự ghi lại một số phần trong 5 cuốn đầu của Kinh Thánh. Sau đó một vài người đã hiểu đính thành một tổng thể.
Mỗi nguồn xuất phát từ một nhóm học giả do thái khác nhau ở những thời điểm khác nhau. Nguồn Yahweh lấy tên từ cụm từ Yahweh, tên cực thánh của Thiên Chúa, vốn được sử dụng trong những thủ bản của nguồn này. Nguồn Elohim sử dụng từ Elohim, một từ chung dành cho Thiên Chúa, thay cho tên cực thánh. Nguồn Deuteronomy được xem là nguồn đã ghi lại phần lớn sách Đệ Nhị Luật. Nguồn Tư Tế ghi lại phần lớn sách Lê Di, sách liên quan tới việc thực hành lễ nghi của bậc Tư Tế. Giả định về các nguồn tài liệu này không được tất cả các nhà nghiên cứu kinh thánh đồng tình. Phần lớn các học giả tin rằng Mô-xê đã viết, hay ít nhất là hiệu đính, một số bản văn, nếu không phải là tất cả, và đã kết hợp thành năm cuốn sách như ngày nay. Sách Torah, luật, được viết vào khoảng năm 1250 trước Công nguyên, nhưng nghe, ghi im, các sách nguồn sử, được viết khoảng năm 1200 đến năm 500 trước Công nguyên, và Ke Tuvim, các sách văn chương, được viết khoảng năm 500 đến năm 100 trước Công nguyên. 39 cuốn sách Cựu Ước này được viết bằng tiếng Hebrew, trong khi 7 cuốn sau được viết bằng tiếng Hy Lạp. Sau đây là cách phân chia 3 phần của Cựu Ước. Torah, sách luật, sách sáng thế, sách xuất hành, sách Lê Di, sách dân số, sách Đệ Nhị Luật, Nè, Dị Im, sách các ngôn sứ, sách Dô Xuê, sách Thủ Lãnh, sách Samuel quyển 1, sách Samuel quyển 2, sách các vua quyển 1, sách các vua quyển 2, sách Isaiah, sách Jeremiah, sách Ba-chúc, sách Ezekiel, sách Hô-sê, sách Giô-en, sách A-mốt, sách Ô-gia-đia, sách Giô-na, sách Mi-kha, sách Na-cung, sách Kha-ba-cúc, sách Sô-phô-ni-a, sách Khát-gai, sách Gia-ca-tri-a, sách Ma-la-khi, Ke, Chu-chim, các sách văn chương, sách Thánh Vịnh, sách Châm Ngôn, sách Khôn Ngoan, sách Giọc, sách Diễm Ca, sách Trúc, sách Ai Ca, Giảng Viên, sách Ete, sách Daniel, sách Extra, Nehemia, sách Sử Biên Niên quyển 1, sách Sử Biên Niên quyển 2, sách Tobia, sách Judita, cuốn Ca, sách Maccabe quyển 1, sách Maccabe quyển 2. Đệ Nhị Quy Điển, Ngụy Thư. Tân Ước được viết vào khoảng năm 49 đến 100 sau Công nguyên. Thánh Matthew, năm 49 sau Công nguyên. Marco, năm 54 sau Công nguyên. Luca, năm 60 sau Công nguyên. Gioan, năm 99 sau Công nguyên. Viết sách Tin Mừng thứ tư, các thư, các thánh thư của Thánh Phaolô, Giacôbê, Phêrô, Gioan và Giuđa được viết trước các sách Tin Mừng, năm 48 đến 64 sau Công nguyên. Thánh Luca cũng viết sách Công vụ Tông đồ và Thánh Gioan viết sách Khải huyền. Các sách Tin Mừng. Tin Mừng theo Thánh Matthew, Tin Mừng theo Thánh Marco, Tin Mừng theo Thánh Luca, Tin Mừng theo Thánh Gioan, sách Công vụ Tông đồ. Các thánh thư. Thư gửi tín hữu Roma. Thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto. Thư thứ hai gửi tín hữu Corinto. Thư gửi tín hữu Galat. Thư gửi tín hữu Epheso. Thư gửi tín hữu Philippa. Thư gửi tín hữu Colosse. Thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica. Thư thứ hai gửi tín hữu Thessalonica. Thư thứ nhất gửi ông Timôthê. Thư thứ hai gửi ông Timôthê. Thư gửi ông Tito. Thư gửi ông Philemon. Thư Do Thái. Thư của Thánh Jacobê. Thư thứ nhất của Thánh Phêrô. Thư thứ hai của Thánh Phêrô. Thư thứ nhất của Thánh Gioan. Thư thứ hai của Thánh Gioan. Thư thứ ba của Thánh Gioan. Thư của Thánh Giuđa. Sách Khải huyền, Mặc Khải. Trên đây là các niên điệu quan trọng liên quan tới việc biên soạn toàn bộ Kinh Thánh thành một tuyển tập duy nhất với 73 cuốn sách khác nhau. Xem thêm câu hỏi 18. Từ ngữ quy điển có nghĩa là một danh sách đã được chuẩn nhận, và từ này xuất phát từ tiếng Hy Lạp Canyon có nghĩa là cây gậy hay cây thước. Những cây gậy thường được sử dụng để đo độ sâu của mực nước. Do đó, từ Canyon trong tiếng Hy Lạp mang nghĩa một dụng cụ đo lường hay một danh mục các sách đã được tiêu chuẩn hóa. Năm 1250 trước Công nguyên, niên đại sớm nhất của những bản văn trong sách luật Torah hay Ngụ Thư
năm 250 đến 150 trước công nguyên, 70 học giả, theo yêu cầu của vua Hy Lạp là Ptolemy hay Philadelphus, dịch tất cả các bản viết tay bằng tiếng Hebrew sang tiếng Hy Lạp, bản 70, quy điển Alexandria được thiết lập, 46 cuốn thuộc Cựu Ước. Năm 100 sau công nguyên, hội đồng do Thái họp tại Jamnia thiết lập quy điển Palestine, chỉ công nhận những cuốn sách được viết bằng tiếng Hebrew, 39 cuốn kinh thánh bằng tiếng Hebrew, tương đương với Cựu Ước của Kitô giáo. Năm 400 sau công nguyên, Thánh Geronimo dịch và biên soạn quyển kinh thánh đầy đủ đầu tiên bằng tiếng Latin, tổng cộng 73 cuốn, dựa trên bản 70, Septuagint. Năm 1455 sau công nguyên, Gutenberg phát minh ra máy in với kiểu di động. Bản đầu tiên của kinh thánh đầy đủ được in, bản Latin Vulgata. Năm 1536 sau công nguyên, Martin Luther dịch kinh thánh từ tiếng Latin sang tiếng Đức và nhìn nhận quy điển ngắn hơn, nhưng mới hơn, quy điển Do Thái của Cựu Ước, 39 cuốn. Năm 1609 sau công nguyên, Tyrians, bản dịch tiếng Anh đầu tiên của kinh thánh Công giáo. Năm 1611 sau công nguyên, ấn bản King James được phép in thêm phần Apocrypha, đệ nhị quy điển. Năm 1885 sau công nguyên, ấn bản King James chính thức bỏ Apocrypha, ấn bản Revised Version được in. Năm 1946 sau công nguyên, ấn bản Revised Standard Version, RSV. Năm 1966 sau công nguyên, ấn bản Jerusalem Bible, Công giáo. Năm 1970 sau công nguyên, ấn bản New American Bible, Công giáo, NAB. Năm 1973 sau công nguyên, ấn bản New International Version, NIV. Giáo hoàng. Tông đồ cầu nguyện. Cùng Chúa Giêsu buổi tối. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Con tìm kiếm một nơi yên tĩnh để kết thúc ngày sống trong tâm tình biết ơn. Con nhớ lại những khoảnh khắc niềm vui nhận được và những người mà con gặp lúc ấy. Con đã để lại những dấu ấn nào? Con có nghe theo lời Chúa không? Con đã để lời Chúa thúc đẩy mình, hay để mặc bản thân bị tác động bởi những sở thích khác? Gì? Con xin dâng mọi sự vào tay Chúa Giêsu, bởi Ngài hằng mong được ngự đến trong trái tim con. Con tiếp tục sửa soạn tâm hồn để đón Chúa đến, cùng đề ra một quyết tâm cho ngày mai. Con xin cầu nguyện cho các giáo lý viên, để họ có thể làm bừng cháy con tim của những người họ dạy dỗ bằng lời hằng sống.
Maria đầy ơn phúc. Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Kính chúc quý vị một đêm an lành trong vòng tay yêu thương của Chúa Giêsu và Mẹ Maria.